Trung Quốc ngày càng mạnh bạo thao túng Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng thao túng Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc UNHCR, một báo cáo mới được công bố bởi công ty tư vấn rủi ro Verisk Maplecroft hôm 30 tháng 3 cho rằng UNHCR, chiến trường địa chính trị trong tranh luận về tiêu chuẩn nhân quyền khi Trung Quốc muốn đưa ra quan điểm xét lại về nhân quyền. Báo cáo cảnh báo Trung Quốc sử dụng sức mạnh kinh tế để gây ảnh hưởng đến phiếu bầu của UNHCR khi cho rằng phát triển kinh tế cao hơn tất cả các quyền khác. Thao túng chính trị của Trung Quốc với cơ chế của UNHCR ngày càng tinh vi, dập tắt những tiếng nói chỉ trích trên toàn cầu, khiến ngày càng có nhiều chế độ không tương xứng tham gia vào ủng hộ cho Trung Quốc về vấn đề nhân quyền, báo cáo ghi.